2 giờ mọi người nha. Mới vừa đọc cái bình luận này xong cái tức lên quay cho anh em xem này luôn. Để anh em nấu mất công quá. Chờ mình xíu nha. Mình đi vô nước cái bình này một cái rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Trời ơi, chim mình nuôi mà nghĩ sao trời. Đợi mình xíu nha, mình bơm nước cái rồi mình quay cho anh em xem, mình chia sẻ luôn. Mình nói rồi, anh em nào hiện tại mà đang có những con chim nó đang ăn nhiều mà đi phân cũng nhiều nhưng mà nó lại không có mập á thì liên hệ với mình sẽ gửi thuốc cho. Nói chung là mình gửi thuốc cho anh em là hoàn toàn miễn phí, không có tính tiền, không có tính cái gì hết nha. Anh em chỉ trả tiền ship thôi chứ mà cái đó mà anh em bắt mình trả tiền ship nữa là thôi chắc thôi luôn á. Ok, giờ mình sẽ quay ngược camera lại cho anh em xem ha. Đây, nói chung là buồn lắm mọi người ơi. Người ta nói là ui mấy con thú vô bò nó nuôi chết hết rồi, chứ không nó đem nó khoe. Tại chẳng qua mình không quay thôi chứ không phải là mình nói nó này kia anh em. Trời ơi, có cần gì phải khiêu khích mình thế không? Đây, thiếu gì muốn quay thì anh em cứ nói mình quay thôi chứ có gì đâu phải khiêu khích mình vậy chứ trời. Đây, anh em tự xem ha. Ăn thì cũng chỉ ăn cám viên trộn nước thôi chứ cũng không có cái gì hết á. Đó, đây cho tụi nó ăn cho mọi người xem. Anh em thích nó trong quay chứ phải nó tại nó chết hết rồi gì đâu. Đó. Khỏe mạnh bình thường. Thì càng lớn thì chim càng có giá thôi chứ cũng không có sao hết, anh em đừng có lo. Anh em đừng nó không mua để tao nuôi lớn hay thấy bà nó luôn. Đúng rồi, thấy gì thấy thì thấy thấy càng thấy càng ngày càng đẻ tiền ra cho mình thôi chứ không có gì hết á, em đừng có lo chuyện đó, mình nuôi nổi hết á. Mình thì từ nào giờ anh em cũng biết rồi, mình chủ yếu mình chơi chim sinh sản mà, nếu mình chơi không nổi thì mình nắm chơi không nổi mình sẽ không làm đâu. Và mình thì anh em cũng biết mình rồi, thường thì làm được mình mới nói, còn làm không được thì nào mình nói đó. Mình cho nên thuốc á, không cái nào mình là thuốc mà nó thuốc nó ok mình làm nó ok liền, còn thuốc không ok mình đâu có dám nói được đâu. Cho nên mình muốn là anh em có những con chim này bị bệnh á thì đường nào cũng phải chết hết rồi. Cho nên là hên thì sẽ qua, còn không thì nó sẽ ngỗng củ tỏi. Thì mình mới kêu gọi anh em trị với mình chứ hiện tại nếu mà có chim đó thì mình ok, mình sẵn sàng mình làm liền chứ không có gì hết á. Tại vì mình chẳng qua mình chưa kiếm có cái loại bệnh đó hiện tại xảy ra những cái chim của mình thôi. Nhưng mà trước đó thì chim nhà mình hay bị đó lắm, cho nên mình đang rất muốn. Cái một phần thuốc đó cũng đâu có rẻ tiền đâu mọi người, còn là ba cái hàng gì đâu. Với lại cám chim á mình có làm rồi nha mọi người. Hiện tại hôm qua thì mình làm, mình có gửi cho anh Trí hết cả chục ký rồi. Giờ thì mình còn lại chắc cũng được 3-4 ký vậy à. Anh em nào mà dẫn cám mình thì alo cho mình ha, còn tầm khoảng chừng 3-4 ký thôi à. Nói chung mà tụi này thì màu sắc anh em tự xem đi, còn chim bố mẹ thì anh em muốn xét nghiệm ren thì mình sẽ lấy lông nó rồi đưa cho anh em đi xét nghiệm ADN. Nếu mà ra mà không đúng thì không đúng như thế, nói chung là mình sẽ quay con chim mình mất lông cho anh em luôn. Nếu không đúng thì mình tặng hết dàn chim nhà mình cho anh em, không có gì phải sợ hết. Như mình nói rồi, người bán không vừa lầm hết, người mua mới nhầm thôi. Anh em cứ tin theo mình hay không, tin thì tin người khác thì tùy thôi. Có nhiều cái thì người ta nói chung là anh em chơi với ai người sẽ quen người đó thôi chứ không có gì hết. Nhưng mình thì ai chơi với mình quen thì nói chuyện với mình thì chơi miết thì sẽ biết. Còn ví dụ mà đối với người khác, tất nhiên người ta bán buôn người ta phải quay quảng cáo họ, và anh em thì người ta phải chung chi chia chác lẫn nhau chứ, người kiếm cơm người kiếm cháo chứ đúng không, phải có người tung người hứng nó mới vui chứ mọi người. Chứ như đá banh thì mới có một người đá chứ phải nhiều người đá, phải nhiều người đá cho một người đá đâu có được đâu. Đúng rồi, còn cái việc nữa anh em hỏi mình á, đối với những con chim mà nó
già quá rồi á, tầm khoảng 2-3 mùa có ghép được không? Nói chung là con chim mà phải nuôi phải cái chục năm ghép vẫn được bình thường nha mọi người, cho nên mọi người cứ đừng có nghĩ tới cái việc là con chim nó già quá rồi ghép không được, khoảng 4-5 mùa rồi thôi thanh lý bỏ đi, ghép vẫn được nha. Chắc không biết ai có nhớ cái vụ mà thiền am bên bờ vũ trụ không đó, từ ông cụ 80-mấy tuổi mà vẫn đạp để đều đều đó, chim cũng vậy thôi chứ không có gì hết á, chẳng qua là anh em nuôi cho con chim nó có đủ sức căng để nó đạp hay không thôi. Có nhiều anh em nói á, giờ hiện tại bây giờ mùa này nó đạp đều dữ, còn mùa sau nó lại không đạp nữa. Thì tất nhiên là anh em cho đẻ nhiều quá, như mình đó, đẻ ổ ngoài kia 14 lứa, tới nay nó có đẻ đâu. Thì cũng phải chờ thôi mọi người, ăn từ từ nó cũng phải đẻ thôi à. Chung anh em thích thì mình cứ nói, mình sẽ quay anh em thôi chứ không có gì hết. Còn chia sẻ thì mình chia sẻ những cái mình biết thôi, còn cái không biết thì mình sẽ đi hỏi, anh em hỏi lo chuyện đó. Còn ví dụ mà anh em nói ghép thường thường ghép chim cộng huyết nó sẽ bị này bị kia không nha, bình thường thôi, ít, nói chung là nó sẽ có nhiều cái nó sao ấy, tại sao thì nó ra đột biến hay gì đó thì cũng có thể là do phần là ghép trùng huyết. Với lại mình thấy anh em nếu mà không tin thì ở ngoài rừng thì tất nhiên là đa số anh em ở ngoài đó nó ghép lại với nhau, mình cũng chả biết được. Ủa sao mắc nét rồi. Thì cái lồng này mình cũng nói anh em rồi, mỗi người sẽ có cách nuôi khác nhau. Anh em thích nuôi lồng bằng thì anh em cứ nuôi, còn mình thì mình cứ nuôi lồng như thế này thôi. Còn anh em nói nuôi lồng này sẽ dễ sinh tật lỗi, cái đó là chuyện của người ta nói, còn mình nuôi sao nó không ra tật lỗi thôi, không phá cá cũng chả phá gì hết. Nói chung mà nó phá hay không là do mình mọi người. Một phần thì con thú con đa số thì nó sẽ như thế, mà không phải thú con đâu mà mấy con thú lớn anh em, nhiều khi nó chơi còn dơ hơn nữa, nó leo lên nó gấp một phần thả vô tổng cống nước, thả vô cám ngưỡng thả tùm lum á, tùy con thôi, con nó phá ăn thua, mình biết cách làm như thế nào. Còn có những con nó chơi dơ dữ dằn hơn nữa, nó gấp phần gấp cám gấp đồ nó bỏ hết vô cống nước rồi nè, thì anh em muốn nó không có uống cống nước nó thì không biết anh em có ai mà chơi hamster không ha, con chuột hamster á, cái con chuột nhỏ nhỏ trắng trắng hay là nâu nâu xám xám á, mấy con đó đó anh em đi mua cái chung nước, cái chung nước của tụi nó uống về anh em bỏ vô, thì cái chung nước nó có cái dồi cái bình này nè, để ngoài cái dồi xỉa vô thì tụi nó uống là sẽ không bao giờ phá được. Nói chung là có nhiều cách để mình làm đúng không, mà ăn thua mình có biết cách để mình làm cho nó ổn thỏa hay không thôi, chứ còn cái việc mà không anh em muốn vậy không phá nữa, anh em thả ra cái vi to thật to đó, nó làm việc thoải mái là nó cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều trong cái việc nó ăn uống nó phá, do đó thì cho ăn uống nó thoải mái luôn, nó phá gì nó phá, mà ra đó thì có thể sau này con chim mình nó bị ngoáy hước. Con này nó sao ta, có gì là lạ à, nói chung bữa giờ mình cũng không có câu kỹ tụi nó luôn rồi. Uống nước thôi, ngắm coi có gì lạ không, mình thấy cái mí mắt thôi chứ không có gì không rồi, không dính cám, mình gửi đâu mí mắt, mí nó mí lông trắng chứ. Không, lông ăn lông con kìa, đây rồi, màu lông vậy thôi anh em chơi gì nữa, kêu chắc phải đổ sơn lên nữa thì may ra nó đỏ chét, không phải đi nhuộm thêm xíu nữa. Đó, nó tụi này thì giờ sợ gãi ok, mình nuôi chắc khoảng tầm 4-5 bữa nữa bắt đầu mình sẽ tập mổ, nhưng mà mình ít thì nào mình tập mổ đó mọi người. Ủa con này sao màu lông kỹ đó, cái con mà hú mà quên trí á, cái xương lông này nó trắng hết luôn mọi người, cái cặp chim đó hồi sợ mà nói lúc đó mình không có tiền, chứ có tiền hồi sợ mà nói là dễ gì mình chia anh tí anh trí bắt. Nhưng mà thôi anh em chia nhau chơi, có cho ảnh ghép để anh vui thôi chứ nhớ mọi người, anh em đâu có thì san sẻ với nhau chứ mình tham mấy cái đó mình để dành mình nuôi mình cũng không có gì hết. Nói chung mà cặp chim của ảnh, hai cặp đó mình bắt là đẹp nhất,
với lại mấy con chim của anh mình bắt cho anh nó không phải là chim ghép cặp nhiều, nhưng mà đa số là mình tự mình bắt những con riêng lẻ rồi mình ghép cặp với nhau không. Kể cả như anh em mà bắt chim mình vậy, đa số là mình bắt những con chim lẻ về mình ghép lại và mình lựa cảm thấy nó ok mình ghép cho anh em, chứ không phải là người ta ghép sẵn mà mình ta chán ta bán ta thanh lý mình lượm về mình ba ghép rồi mình đưa anh em. Ít cái trường hợp lắm rồi, nhưng mà vẫn có. Thì có hai cặp đó về là của anh Trí, nó một cặp nó ra nó đẻ liền. Cái này mới có lạ nè, con này số ớt trắng. Con này không nghe. Ai. Nó buồn buồn chơi, nói chuyện chơi mà có những cái lạ lạ ta. Đây rồi mình phải nét vào trong. Ôi da. Quậy quá. Cỡ này anh em kêu mình không bị trong máy mình bó tay rồi. Giờ cái họng tụi nó con nào cũng như nào hết. Nó nằm im nghe. Mình thấy không? Kỹ ra. Thôi để lớn đi rồi biết nói như thế nào, chứ còn nhỏ xíu thì biết gì. Thôi chắc mình cũng xin kết bây giờ đó ha. Anh em đừng nói là nó bị ngẫm tèo hay nó lật kèo hay gì hết nha. Nó vẫn còn sống bình thường nha, 6 con còn nguyên trạng nha. Mắt mũi móng mỏ đầy đủ còn nguyên, không có tình trạng sức móng mẻ đầu hay là cái gì hết nha. Để anh em nói là khiêu khích mình quay cho anh em. Này kia nó anh em muốn quay thì mình sẽ quay anh em xem thôi, chứ có ở đâu. Nó vẫn còn đây mà, ở nhà mình chứ đâu có đi đâu đâu rồi, em sợ. Để khi nào anh em khác ưng bắt á thì nó mới đi thôi. Thì nói chung là mỗi lần mà chim nó đi thì mình sẽ đều quay cái video cho anh em xem hết mà, chứ đâu có là giấu giếm gì đâu. Thôi thì để đây cho tụi nó ăn ngủ nghỉ, mình cũng đi nghỉ trưa luôn. Tại mới giờ coi mình nghe mình hơi buồn và ngứa máu, mình quay cho anh em xem. Giờ mình cũng sẽ kết thúc video tại ha, chào tạm biệt mọi người nha. Anh em nào cần cái gì thì alo cho mình. Thì nói chung là hiện tại mấy con này mình vẫn còn chia cho anh em ha. Nói chung là giá thì anh em cứ alo cho mình mới có giá ha, còn mà giá trực tiếp công khai thì không có ha.